hai nè, đây hai trái của heo quý con ha, bên đây một trái là ba trái nè, đó, đây một trái là bốn trái, năm trái nè quý con, đó, đây một trái là sáu trái heo quý con ha, đó, bảy trái nè, đó, tám trái nè quý con nè, chín trái nè quý con nè, mười trái nè quý con nè, đó, 11 trái cây này. Xin chào mừng tất cả quý con trở lại kênh YouTube cùng Nokia cây vườn quý con ha. Thì hôm nay quý con buổi chiều rồi, Kia cũng vào thăm cái vườn mít ruột đỏ xứ Hoàng ở Đô Lá Bầu trong cái giai đoạn mà chúng ta thu hoạch trái cũng như là thúc trái để cho cái trái cho nó lớn được tròn đều, được bán được giá cao, bơm lên được đỏ, cho nó đẹp muối bự heo quý con nha. Đây cái cây này, cái cây này trái nè quý con ơi. Đây nè, cây gần trong quý con ta xem ha. Đó, cái cây bên này cây 2, 4, 5, 6 trái. Cây đây 6 trái. Ôi, con cây này nè quý con nè. Quá dữ quý con ơi. Đó. Ôi, cây này biết nhiều trái đi. Giờ mình đếm heo quý con nè. Giờ mình đếm nha. Đó, để cùng ra đếm heo quý con. Nè. Đây nè. 2 nè. Đây 2 trái của heo quý con ha. Bên đây 1 trái là 3 trái nè. Đó, đây 1 trái là 4 trái, 5 trái nè quý con. Đây 1 trái là 6 trái heo quý con ha. Đó, 7 trái nè. Đó, 8 trái nè quý con nè. 9 trái nè quý con nè. 10 trái nè quý con nè. Đó, 11 trái. Cây này là 11 trái heo quý con. Đó, 11 trái. Mà chúng ta trồng ở gốc đâu như thế này nè quý con nè. 11 trái hồi nãy, bên đây là 6 trái nữa, lại nhiều là 17 trái quý con ha. Ôi trời ơi. Quá dữ quý con ơi. Cái cây mít này trồng có một mô à. Có một mô à. Đó mà trồng hai cây mới 17 trái. Ôi ơi quý con ơi. Hết hồn luôn quý con ơi. Đó. Quá dữ rồi. Đó. Giờ mình tiếp tục mình đi nè, mình đi xem nữa nè. Ồ cây này nữa nào quý con. Ồ đây hai trái nè. Đó. Quá dữ. Cái này thì cứ 10 ngày thực thu hoạch lần thôi quý con nè. Đó, cây này nè, cây này cũng ba trái nè. Đó. Đây nó con, đây thu hoạch rồi nè, bỏ bao tùm lum luôn nè quý con nè. Đó. Và đằng này nữa nè quý bà con. Quá dữ luôn quý bà con ơi. Đó. Đây. Đó, chỉ đây trái nè. Đó, đây trái nè quý con nè. Đó. Còn dưới đây nè. Cái gốc này không nè, quý con thấy nè. Một trái, hai trái, ba trái, bốn trái, năm trái, ở trên trái là sáu trái. Sáu trái còn cây bên này nè quý con, hai trái nhỏ nhỏ nữa ha. Đó. Đây là bốn trái nữa quý con ơi. Ôi trời ơi. Kia lợn hồi thấy trái muốn ngọt luôn quý con ơi. Ngọt luôn rồi. Đó thì mình quay lại cái chủ đề hả quý con ha. Thì cái tỷ lệ mà trái mà nó nhiều như thế này nè quý con, trên cùng một cây ha, thì về cái chế độ dinh dưỡng thì nó rất là quan trọng luôn. Thì cho nên quý bà con lưu ý cho Kia trong cái vấn đề này ha. Thì về cái dinh dưỡng cái Somat Cha Băng và cái Humic Cha Băng đó, thì quý bà con 10 ngày quý bà con tưới cho Kia một lần nha. 10 ngày tưới một lần đó, thì cái cây mà nó mang trái nhiều như thế này thì quý bà con pha một xô mát Cha Băng 20 kg, quý bà con cộng 4 kg Humic Cha Băng cho Kia nha. Đó, và đồng thời nữa là quý con dùng cái cốc á, là tầm khoảng tầm 100 tới 150cc, quý con pha là 10 tới 15 lít nước đó, thì quý bà con tưới trực tiếp cho một gốc luôn. Đó. Đó, thì quý con cung cấp dinh dưỡng cho nó đồng bộ như thế vậy ha. Thì cái trái nó mới lớn được được đồng đều. Đó thì quý con thấy nè, cái tỷ lệ trái mà nó lớn nè quý con. Đó quý con thấy ha, nó lớn rất là tròn đều luôn nè. Rất là tròn luôn nè. Đây nè. Đó, cái gai nó đẹp nè quý con, nó đẹp quá đẹp luôn. Đó. Dữ lắm đẹp luôn quý con ơi. Đây nè, cái trái nó lớn nè quý con. Nó đẹp luôn nè. Đó. Đó quý con. Đây còn bên đây nè, quý con thấy bên đây nè. Ôi cái trái này nè quý con ơi, trái dưới nè. Ôi cái trái này nè. Đó. Quá dữ luôn. Cái cây này thì cũng được coi. 2 trái, 4 trái, 5 trái. Đó, 5 trái đó quý con. Mày còn thấy không? Đó. Cái tỷ lệ mà trái trên cây như thế vậy và cái tỷ lệ mà chúng ta cung cấp dinh dưỡng như thế vậy đó, thì quý con thấy rõ ràng ha là cái dinh dưỡng mà nó được cân bằng rồi
được cân bằng rồi, cho nên là cái tỷ lệ cây, cái tỷ lệ trái ở trên cây á, thì nó vẫn lớn bình thường. Quý vị con yên tâm ha. Thì nói chung là đối với cái mít mà ruột đỏ sơ vàng ở Indo lá bầu này, quý vị con về cái tỷ lệ ha là cái cây nó xì mủ, quý vị con do con nấm mà phytophthora ha, nó gây hại lên. Nó thì nó vẫn có xì mủ chứ không phải là không có quý vị con nha, nhưng mà nó rất là ít chứ không có nhiều. Đó, thì cho nên là quý vị con cứ, cứ yên tâm ha, mạnh dạn đầu tư. Quý con mạnh dạn là cung cấp cái dinh dưỡng ha, đầy đủ để cho cái trái cho mình, cái trái để cho nó mau lớn quý con nha. Đó. Đó thì có những đôi lời như thế vậy ha, thì Kia cũng muốn chia sẻ cho tất cả quý con luôn để cho quý con áp dụng cho cái vườn cây của mình để cho đạt hiệu quả đó. Cao nhất ha quý bà con. Nó thì mình đi lại đây tiếp tục nữa nè quý bà con nè. Đó. Cây cây này là 2 năm. 2 năm mà quý vị con thấy quá trời quá đất luôn rồi. Cái cây nó phát triển quá dữ luôn rồi quý vị con ơi. Thì còn cái hữu cơ quả của lửa 007, trước đây là cái chủ vườn là áp dụng 100% là về cái hữu cơ. Đó, 007 thì sau này cái hữu cơ quả của lửa 068 ra đời rồi. Thì cái chú vẫn mạnh dạn áp dụng luôn cái hữu cơ quả của lửa 068 cho cái cây mít mà đang thu hoạch trái, mít ruột đỏ sơ vàng Indo lá bầu. Đó. Thì cây nó cũng phát triển rất là đẹp luôn. Đây, còn cây bên đây nữa nè quý bà con. Ôi ơi. Quá dữ rồi quý bà con ơi. Đây nè, đây nè. Mà hai trái như mình kể một trái thôi ha, hai trái nè. Đó. Ba trái nè, bốn trái nè. Đó. Năm trái nè quý bà con. Đó. Sáu trái nè quý bà con nè, đây cái là bảy trái nè quý bà con nè, trên đây một trái nè. Đó, tám trái nè quý bà con nè. Đó. Còn cây bên đây nè quý bà con, đây là một trái nè. Đó, đây là hai trái nè. Ôi 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 cái trái nè quý con, thấy trái này chắc ăn là vô nhất rồi quý con ơi. Nó quá tuyệt vời. Đó. Đó thì quý con lưu ý ha về cái chế độ dinh dưỡng mà chúng ta cung cấp cho cây mít ruột đỏ sơ vàng Indo lá bầu mà chúng ta để trái nhiều cỡ này thì cái chế độ dinh dưỡng thì quý con phải hình nên, nên đầu tư cho Kia nha, đầu tư dinh dưỡng. Quý con cung cấp cái dinh dưỡng, quý con cung cấp dinh dưỡng đầy đủ để cho cái trái cho nó đẹp, nó mau lớn nó đẹp, thì múi bự lên màu đẹp luôn đó. Đó, quá tuyệt vời quý với con. Đó thì trên màn hình ha thì Kia có để lại hai số điện thoại, nếu quý bà con quan tâm hãy gọi điện thoại trực tiếp cho Kia. Đó thì Kia cũng sẵn sàng chia sẻ cho tất cả quý bà con luôn ha. Thì tiện đường thì Kia sẽ sẵn sàng ghé vườn để hỗ trợ cùng tất cả quý bà con ta để cho quý con áp dụng vào các vườn cây ăn trái của mình, trong đó có cây mít ruột đỏ sơ vàng Indo lá bầu này để cho nó đạt hiệu quả cao nhất quý con nha. Đó thì một lần nữa thì Kia cảm ơn tất cả quý bà con theo dõi video này của Kia. Thì Kia cũng hẹn quý bà con lại một video tiếp theo vào 18 giờ 30 phút hàng ngày nha quý bà con.